nghiệp như một lời thề dân chiến đấu không ngại mình vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào núi quân dân đang chờ ngày vui con xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào chào chúng em xây chờ chào quý vị, mới vào chương đề, mời quý vị cùng Francis tương tác dâng lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân Tổng thống, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam và xây dựng lại đất nước. Cầu nguyện cho quốc dân Hoa Kỳ đạt thành ý nguyện. Cầu nguyện cho quốc dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị tàn bạo của tà quyền Cộng sản Việt Nam. Cầu nguyện cho Đảng Cộng sản Việt Nam sớm vây về với chính nghĩa quốc gia sẽ được đối xử tử tế. Lạy Đấng Tối Cao Thượng Đế Trời Phật và Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con, xin chi trợ cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ được quốc công tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan đoàn kết, nhẫn nại can đảm sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bên bờ hạnh phúc vinh quang trường cửu, mỗi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời thượng nhân thánh đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lẫm liệt mà thét cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Đúng theo dương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị cùng Francis đã từng ta dâng lời cầu nguyện. Quý vị hôm nay khỏe không? Mời quý vị nghe bài nhạc trước khi chúng ta bước vào chương trình. Xin phép. Hello Hàng Sơn. Hello Đà Sơn Phố. Dần tiếng chim ca
chào đại biểu. Tiểu thi cánh Bình Thị. Chào Việt Nam. Kính chào Tây Ngục quý vị. Trời, chưa gì hết quý vị vô đông dữ vậy hả? Quý vị rất là thích nghe vận tải tin tức của Francis từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cho quý vị mà tôi biết quý vị, nhưng mà bởi vì một cái gì đó trong tâm tư của quý vị không giải thoát được thì quý vị cứ a tỷ a mũi với Francis hồi ở trên đây. Chứ thật ra quý vị cũng là đam mê nghe tin tức, trời ơi, cộng sản hành hạ quá mà đâu có thể nào mà bỏ Francis này được, phải không? Trời, tôi biết quý vị quá trời quá đất luôn à. Thôi thì cứ gọi là đi. Hôm nay trên topic của Francis ghi là để chống mắt cho bọn cộng sản Việt Nam và cái đám tay sai ủng hộ bưng bô cộng sản Việt Nam để chúng nó biết. Ôi, ở chung quanh nhà của Francis hôm nay nó đang xây bức tường để chống corona hay sao? Làm hơi ồn chút xíu, sorry quý vị nha. Đây là những cái thông tin có từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc để cho báo cho quốc dân Việt Nam biết thế nào tập đoàn cộng sản là một cái lũ gọi là ăn cướp vặt. Từ ngày nào cho đến tới ngày hồn kim hôm nay, nó cũng đóng vai trò mà lục lũ ăn cướp, từ cái tên mà Tập Cận Bình, cả một cái lũ gọi là cường quốc quốc tế của chúng, cho đến cái đám tay sai của Việt Nam cũng là một lũ ăn cướp luôn.
Trước năm 1975, Sài Gòn là hòn ngọc Nguyễn Đông, sự thông minh và quật cường. Những cái hiền lương thân thiện và đầu óc tháo vát, cầu tiến hầu như là kim chỉ nam cho mọi người, từ trong gia đình đến học đường và ngoài xã hội, chúng ta đều cảm thấy hãnh diện vì mình là người Việt Nam. Chứ không phải giống như ngày hôm nay xem cái cuộc sống của quốc dân Việt Nam như có rác, về kể cả quốc dân Việt Nam ngày hôm nay trên đất nước cũng vậy, sống ngày một, ngày hai. Bạn sáng giật mình dậy là mình còn sống, tức là hên lắm rồi, còn ngày kế tiếp nữa không quan trọng. Xin lỗi. Chúng tôi còn nhớ trong thập niên năm 1970, ngay trong cái thời chiến tranh mà miền Nam Việt Nam theo chế độ Cộng Hòa đã chế ra xe hơi có nhãn hiệu là xe La Đà Lạt. Thấy không? Ở trong cái thời đó đó mà ở miền Nam Việt Nam, kén đén bao nhiêu cái khổ cực chiến tranh xảy ra trên bốn vùng chiến thuật. Hàng đêm tập đoàn Cộng sản nó vô, nó giật cầu, nó thả bom, nó gắn mình ở chợ, ở trường học. Vậy mà bộ máy hành chính của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa vu luôn phải sát cánh bên quốc dân Việt Nam. Ban đêm thì chống giặc, ban ngày thì đô thị hóa, trường học cũng phải mở, cầu cống phải xây chữa lại để mà lưu thông số lượng xe cộ tại miền Nam Việt Nam. Chứ đâu phải là chỉ có chống giặc không đâu, thấy không? Cho nên mới có cái đô thị Hồng Ngọc Viễn Đông, tập đoàn Cộng sản nó cướp chính quyền, nó mới có để nó rêu rao, nó mới khói để nó xẻ rừng Trường Sơn, nó hy sinh hàng sư đoàn này, hàng mấy chục sư đoàn nọ để nó vào nó cướp chính quyền. Chứ ở miền Nam Việt Nam mà là con số zero thì tập đoàn Cộng sản nào mà nó bước vô, đúng không? Cho nên xin thưa bữa nay cho quý vị để nhìn thấy là chiếc xe Đà Lạt, ký hiệu của nó. Xe này dùng máy hai ngựa Citroen của hãng Volkswagen, không hao tốn nhiên liệu, tiện dụng và có thể cải tiến để có thể chạy trên sông, mà cho đến nay chính hãng Volkswagen cũng chưa chế ra được cái loại nào tương tự. Điều này chứng minh óc sáng tạo và cầu tiến của người Việt Nam đáng yêu và đáng phục biết bao. Nếu được tự do phát triển, xin mau chóng giúp cho đất nước và con người hội nhập dễ dàng và trào lưu tiếng hô của nhân loại. Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng là miền Nam Việt Nam ấy chẳng có làm gì, trời miền Nam Việt Nam mà không làm mà nó nên dốc nên hình. Khi tập đoàn Cộng sản nó vô trong đó, nó nhìn thấy nhà lồng, nó nhìn nó ngước lên, nó rớt cái mũ tay bèo, rớt cái nón cối của nó. Hằng đêm bốn vùng chiến thuật, tập đoàn Cộng sản nó phục kích đi giết hại người dân, nó đặt mình đi giật cầu là trên dưới là 2.000 chiếc cầu và cống trên bốn vùng chiến thuật, tập đoàn Cộng sản nó giật hết là 70%. Có nhiều chiếc cầu cống giật đi giật lại, nó sập đến đảo chân cầu, nó nhão lên đi, không còn có khả năng mà sửa chữa lại. Trường học gần như mỗi buổi sáng là lính Việt Nam Cộng Hòa phải ra mình trước khi cho các em nó vào trường học. Chợ búa, rạp hát, mình bẫy nó ầm ầm. Đó, tập đoàn Cộng sản là một lũ phá hoại, nó là cái quân khủng bố. Nhưng mà tập đoàn Cộng sản nó cứ nghĩ rằng là miền Nam Việt Nam là không có khả năng là cải cách kinh tế ruộng đất. Vậy mà tập đoàn Cộng sản nó hy sinh cả cái cuộc đời của nó để nó vô nó cướp chính quyền. Nếu là chỉ là cục đất không ở miền Nam Việt Nam thì cái anh cũng là đầu óc Việt Nam, đúng không? Cái anh có tội gì mà xẻ rừng Trường Sơn vào đó cướp đó. Cho nên hôm nay tôi nhắc lại để cho tập đoàn Cộng sản với cái đám bưng bô nó nhìn thấy một cái nhục của chúng. Nhưng sau năm 1975, kể khi từ khi gian đảng Cộng sản Việt Nam cho đến tên giặc Tàu Hồ Chí Minh cầm đầu, giả làm người Việt gây ra cái thảm họa nội chiến Nam Bắc, khiến cho trên 3 triệu người Việt Nam đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh do bọn này chiếm trọn đất nước. Từ đó đến nay đã hơn 45 năm đất nước không còn chiến tranh, nhưng Cộng sản Việt Nam không làm được một chiếc xe, cái vỏ xe. Thấy nhập chưa? Thấy tập đoàn Cộng sản nhục chưa? Thì làm sao chế được một chiếc xe hơi
chúng chỉ sản xuất được hơn là 3 triệu đảng viên vừa gian vừa hèn nhát và nghề ăn cắp. Dọ nạt lương dân là chuyên ngành. Do đó, chúng đã biến nước ta từ một hoàng ngọc viễn đông văn minh tươi đẹp, dân chúng có đời sống lương thiện hiền hòa với cái truyền thống tôn sư trọng đạo, có tinh thần bất khuất anh dũng chống ngoại xâm, có lối sống đầy văn hóa đạo đức, và bà con lối sống luôn kề cận yêu thương giúp đỡ nhau, ngay nay lại trở thành là một nơi thúi nét đầy giấy trộm cướp đi điểm ăn mày dân oan dân khiếu nhiều nhất trên thế giới. Các anh là giải phóng, nhìn vào miền Nam mấy anh muốn xẻ rừng Trường Sơn vô giải phóng, bởi vì trong miền Nam kèm kẹp quá. Bây giờ ở tại Sài Gòn nó còn kèm kẹp gấp mấy lần hơn nữa. Gái mại dâm làm việc ở trong nước chưa đủ, bán ra nước ngoài. Thấy chưa? Tập đoàn cộng sản bây giờ nó mới nhìn thấy ra. Phận gái bèo trôi trong nước chưa đủ, phải bán ra nước ngoài xuất khẩu. Người ta đã xuất khẩu lao động đã là một cái nhục rồi, còn xuất khẩu cái kiểu mà làm gái nữa thì thôi. Ê chề, tưởng đâu anh ở ngoài miền Bắc, anh vào miền Nam, anh mang những cái gì tốt lành chứ, ai ngờ những cái muỗng dừa cũng chưa có nữa. Thật sự nhắc tới mấy cái này nó mất thì giờ. Các anh cho xuất khẩu, cho đi ra nước ngoài, bây giờ khói lắm. Ngày xưa chiến tranh Việt Nam, nó thấy miền Nam có ai chịu muốn đi ra nước ngoài. Ra nước ngoài người ta ăn học xong, người ta cũng tìm cách ta trở về miền Nam Việt Nam thôi, chẳng ai muốn ở là nước ngoài đâu. Tập đoàn cộng sản hôm nay đó là trời ơi, cái gì nó cho chạy theo đi vượt biên, giống như tụi này ra nước ngoài đi giành bơ thừa sữa cặn. Nó vượt biên đủ mọi thứ hết, trong cái thời quá hết chiến tranh rồi mà dễ, mày còn tệ hơn chiến tranh. Trời, đi vượt biên đường bộ, đường rừng, đường máy bay, lái máy bay đi, trời, đi vượt biên mà lái máy bay, thật sự mình nghe mình không tưởng tượng nổi mà có. Biết bao nhiêu chiếc máy bay, kể cả cái bộ quốc hội cộng sản Việt Nam nó đi máy bay mà nó còn quá gian, nó đi, trời ơi, đi quá gian đi vượt biên. Ơi chị Hai Kim Ngân, một cái nhục của quốc thể. Trời ơi, thở đời nay người ta đi lái máy bay, ta chở bộ trưởng này, bộ trưởng nọ ra nước ngoài học để thu thập những cái hay đẹp để về để phục vụ cho quốc dân đồng bào trong nước. Thế mà nó cũng quá gian, nó đi vượt biên nữa. Thật sự mà cái điều đó nói là mình không nỡ nụ cười, ắt hẳn là mình bị phật cháy. Tại vì nó bất nguy tắc. Đúng không? Có thể là ok, coi như cái anh hùng bạc màu áo trận đà đó lên ra phi trường Tân Sơn Nhất hay là nội bài của Hà Nội là lấy chiếc máy bay rồi bay đi vượt biên, ok đi. Cái đằng này nó đi quá gian, nó quá gian, không lực cơ để mà đi cùng với cái đám mà bùi hủi kia đi ra nước ngoài họp, nó rồi nó dâm luôn, đi ra tranh bơ thừa sữa cặn với lại Francis. Đúng không? Ra nước ngoài chỉ để là tranh bơ thừa sữa cặn cùng với Francis này thôi, chưa đủ nữa. Trời ơi, nó nhét người vô container, nó đi vượt biên đó. Tony cộng sản bây giờ nó dùng mọi thứ thủ đoạn để mà đi vượt biên. Hay thật. Trời ơi, người ta chạy đường bộ, ok, cho ok đi. Bơi qua biển đại dương, ok luôn. Lấy máy bay đi, quá gian. Máy bay quá gian, không lực chở cán bộ đi ra nước ngoài họp cũng quá gian, đi vượt biên luôn. Coi như ok luôn đi. Vậy mà nó nhét người ta, nó cho rằng là người ta giống như là con cá khô đi nhét vô container rồi nó chở đi ra nước ngoài. Thế mấy cái thứ mà đi bất nguy tắc đó, chết dọc đường. Tôi nói ra đây không phải là nhắc tới cái đau thương những người chết đó, nhưng mà tôi được biết chính quyền địa phương trong cái khu vực đó nó cổ động quốc dân Việt Nam nên đi ra nước ngoài để chi gửi tiền về để xây dựng cái khu vực đó.
ăn chia ăn trọng đầy đủ ở trong đó. Thấy không? Giải phóng miền Nam đó, xây dựng hơn 10 ngày nay, được bao nhiêu người đi vượt biên, được bao nhiêu người vượt container mà chết ngộp ở trong đó, được bấy nhiêu người quá gian không lực đi ra nước ngoài rồi chuồn, đánh cái bài chuồn. Công nhận người cộng sản cái gì cho quấn bài tôi thua các anh luôn á. Các anh gì quấn bài mà có con chuồn là anh dớt ra đầu tiên nè. Bài chuồn, ách chuồn, cái gì chuồn chuồn là các anh là chơi trước. Thấy chưa? Francis này dẫn tải những tin tức á, nó còn ngoa không? Nó không? Để cho các anh ở trong nước nghĩ rằng là các anh đèn hoàng lắm. Chà, làm như cách mạng giải phóng dân tộc, làm như dân tộc miền Nam cần có cái thứ cách mạng của các anh để giải phóng. Dân tộc miền Nam cần có cái thứ đáng của các anh mới sinh tồn hay sao? Đúng không? Thôi bỏ bớt cái tha tội cho các anh để tra tấn các anh chút xíu nữa, các anh tối về là ngủ không nổi. Không phải chỉ bọn cộng sản Việt Nam có cái nghề ăn cắp mà nhiều nước khác cũng có, nhưng Nhật Bản đã ăn cắp cái kiểu xe Ford, xe Dodge của Mỹ để chế ra Toyota, xe Honda hay nước Đại Hàn, đã ăn cắp cái kiểu TV Sony của Nhật để làm ra hiệu TV Samsung hay phone Tay Nextel Ericsson của Mỹ để làm ra phone Tay Samsung v.v. để phục vụ cho cái nền kinh tế đất nước họ và giúp cho người tiêu dùng có sản phẩm tiện nghi. Hay như anh Ba Tào cũng ăn cắp rất nhiều sản phẩm của Mỹ, từ tàu chiến, xe tăng hay máy bay phản lực để chế ra chiến cụ cho tham vọng bá quyền của mình. Chỉ có cái anh cộng sản Việt Nam, vì do cái một tên tổ phỉ tàu cộng Hồ Chí Minh vô thần bất lương vô giáo dục cầm đầu, nên không phải là bọn ăn cắp, chỉ là cái bọn ăn cắp vặt. Người ta ăn cắp có sổ sách, có căn bản được chứ, đem cái lợi ích gì cho quốc dân? Ai ăn cắp vặt, tập đoàn cộng sản ăn cắp vặt chỉ về là tiêu thụ cho cá nhân rồi tao đó chẳng câu, chẳng có lợi ích gì, nhưng mà mang tiếng cả một cái dân tộc. Khi mà đi ra nước ngoài, dân thế giới người ta, ta viết bằng tiếng Việt là cắm ăn cắp, có nghĩa rằng alo alo người Việt Nam ơi, đừng bao giờ ăn cắp nhé, xin tôi cho. Nhưng mà nó không phải đề câu gì, nó chỉ đề cái câu là làm ơn đừng ăn cắp bằng tiếng Việt, có đồng nghĩa rằng nó nói nguyên cả cái câu alo alo Việt Nam ơi, người Việt Nam ơi, đừng ăn cắp, xin thì tôi cho, ý nghĩa nó là vậy. Khi người ta, khi mà mình nhìn ăn cắp, có nhiều cách mình nói cái chữ ăn cắp hay lắm. Mình vào trường, mình theo dõi tin tức, là mình nghe giáo sư giảng viên nó dạy, rồi mình thu vua trong tâm tư của mình để mình về mình chế ra cái sản phẩm nó cho quá lợi quốc dân và đất nước. Thì mình cũng đang ăn cắp, mình dùng cái tư duy, thay vì mình dùng cái tay mình ăn cắp, mà mình dùng cái tư tưởng, ánh mắt của mình ăn cắp. Nó cũng là một cái thể ăn cắp, nhưng mà cao thượng, vĩ đại. Nếu mà nói ăn cắp là nó khét, khét tàu ăn cắp đó. Đó, thì mình đi vào đi trường học mà cũng là một cái hành thức ăn cắp. Nhưng mà không thể nào mà chỉ ăn cắp vặt như tập đoàn cộng sản. Nó cứ nghĩ rằng nó qua nước ngoài nó ăn cắp mà nào. Một số là máy tính rồi, máy cầm tay rồi, thực phẩm đồ, chút trời rồi nó ăn cắp xong rồi về nó tiêu thụ chỉ có cá nhân cho nó, nhưng mà mang tính cả một cái dân tộc. Các anh ra nước ngoài ăn cắp, làm ơn đừng ăn cắp nữa, thấy không? Khổ. Gọi là bọn ăn cắp vặt vì chúng không dám nhận mình là bọn ăn cắp. Như những món hàng bọn đầu sỏ cộng phỉ ăn cắp chiếm đoạt không phải là nhỏ, do chúng che đậy dưới những cái cụm từ mỹ miều như là nhạc cầm quyền, trưng dụng, trưng thu thế, quốc hữu hóa hay là hợp tác xã vân vân. Và chúng đã ăn cắp dưới cái dạng nhà cầm quyền với cái bọn côn đồ trong sắc phục công an an ninh để chiếm hữu biết bao tài sản ruộng vườn đất đai của nhà cửa công ty xí nghiệp của dân, nhưng không mang tiếng là bọn ăn cắp. Thậm chí chúng ăn cắp tiền cứu trợ, ngân khổng,
ngân khố tiền vay mượn của ngân hàng, cả cây rừng gạch đá chúng cũng đem về làm của riêng để xây dựng nhà làm bàn ghế, chỉ tội cho bọn cộng sản Việt Nam cấp nhỏ. Hôm trước tôi nói rằng là đốt nhà có cán bộ, có nhiều người phản ánh tại sao tôi lại đòi đốt nhà cán bộ. Tại vì ông cán bộ đó, ông nói câu như thế này: nếu bây giờ lúc trước ông đi cưa rừng, tức là cái nhà của thiên nhiên đó, chưa có lệnh là cấm rừng, rồi ông xây cái nhà gỗ vĩ đại luôn, bây giờ nơi đó nó bị sạt lở và làm lụt lội ở miền Trung. Bây giờ ông nói lúc trước tôi cưa gỗ không có lệnh cấm, bây giờ bởi giờ tôi cưa gỗ đó, dân phản ảnh rằng bại tại tôi cưa gỗ như vậy thôi, đem tôi trả lại. Đó, bởi vì cái chỗ trả lại bây giờ làm sao sức người, bây giờ lớn tuổi rồi làm sao mà rưng cái căn nhà gỗ của ông lên trên rừng để cho nó mục, nó xây lại cái nhà thiên nhiên ở trên rừng được. Đổ xăng đốt, đốt cái số trò nó còn lại, mình chỉ là gói trọn ở trong cái bao bố đen á, mình rinh lên rừng mình rải lại để cho cái nhà thiên nhiên nó mọc lên trở lại. Như thế cho nên Francis này đòi đốt nhà có cán bộ lấy trò đem lên là chỗ đó. Tập đoàn cộng sản ăn cắp đủ mọi hình thức, trưng cầu trưng mua trưng thu, trời ơi, biết tới bây giờ mà mình biết, mình tra từ điển hồi mình không biết cái chữ trưng thu, trưng mua tiên sư mấy thằng cộng sản ở trong trên rừng rú nó xuống, nó nói là trưng thu trưng mua, nó không nói cái chữ nào có ăn cắp trong đó. Mình lên mình hỏi bây giờ ông trưng thu cái máy chạy nước của tôi để ông làm gì, rồi khi mà tôi cần sao tôi nói thì nhà nước cái trưng thu như thế đó, khi mà mày cần, gia đình mày cần thì lên lấy cái máy chạy nước trở về lại. Trời ơi, mình nghe nói ok thôi cũng được đi, có cái chỗ để mình để cái máy chạy nước của mình. Tiên sư nó lên trên đó mà nó dùng cái máy chạy nước mình, nó chạy đến đâu mà mình lột dên luôn. Cái tự nhiên tới khi mình cần mình lên mình nói, để quầy hè kìa, ở quầy kho kìa, ra mình thấy cái máy bơm nước của mình tanh banh té bẻ luôn. Đó, trưng thu. Rồi, tài sản của mình xuống nó trưng mua. Nó mua sạch lúa gạo, nó mua sạch luôn. Rồi, cái là mình lên mình hỏi, tại sao ông lại trưng mua tài sản của tôi không, trong khi chúng tôi không có đủ để mà dùng. Nó nói nhà nước cái trưng mua để đây, khi mà mày cần thì mày lên cái mày lấy về lại thôi. Trời ơi, dễ mà, thơ cách mạng mà, tự do thoải mái cái chỗ đó. Khi tới chừng mình cần mua cái gì mình lên mình lấy tài sản về, mình nó nói là phải làm đơn kê khai nguyên nhân tại sao người khác mà không có nhu cầu để mà lên lấy lại, còn mày lại có, nhà mày lại có nhu cầu lên lấy lại cái số trưng mua của nhà nước để làm gì. Trời, nó hạch hỏi rồi thét. Tao nói nó ăn cướp một cách trước mặt mình có giấy tờ luôn mà mình không có cách nào. Thấy tàn bạo kinh khiếp. Nó ăn cướp mà nó không nhận nó ăn cướp đâu. Nó lấy con vợ của chính nó. Tập đoàn cộng sản tấu về, nó vô nó ăn ngủ với vợ nó để cho lai sinh con cái của nó ra. Nhưng mà nó hay lắm, nó mạo cái câu cho nên con vợ nó ở trong, sống ở trong cái khung cảnh bảo vệ của người Việt Nam Cộng Hòa mà sinh được con của cộng sản. Tấu về nó ăn ở với lại vợ của nó xong xuôi rồi, cái là nó mang đôi giày của Việt lính Việt Nam Cộng Hòa, nó mang vô rồi nó chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược ơn sao hè, những nơi mà có đất mềm hơi đất ướt đồ gì đó, nó chạy tới chạy lui, cái là nó yêu cầu trong nhà đó la lên nói rằng là lính Việt Nam Cộng Hòa mới đây hãm con tôi đó. Rồi thời Việt Nam Cộng Hòa, nếu quý vị mà la làng lên là tôi nói không làng thì xã, không xã thì thôn, người ta chạy tới đầu tiên nhất để mà xác minh những chuyện gì mà dân chúng la làng lên. Thì tới đó người ta bưng đèn, người ta nói trời ơi toàn là thấy giày lính không à. Nhưng mà chuyện gì thì ở trong nhà nói trời ơi, có ông lính, ông mới hãm tôi. Đó, rồi
Lèn xã nhìn thấy, chưa thấy mạnh lính mà thấy dấu chân dày của lính. Mà thời đó, trong thời chiến tranh, người mang giày là chỉ cái lính mới mang giày, còn cộng sản là mang dép râu, có phân biệt, phân minh cái chỗ đó. Thấy tàn bạo chưa? Rồi làng xã đó chứng minh rằng là chúng tôi có nghe la làng và chúng tôi tới và thấy chung quanh nhà là thằng dấu giày rất nhiều. Nhiều đó thôi. Bỗng nhiên cái người thiếu nữ kia bụng càng ngày càng lớn, sinh ra đứa con hợp pháp, được bộ hành chính của Việt Nam, đề nghị Việt Nam Cộng Hòa cấp cho cái giấy khai sinh. Cái sự tàn bạo của tập đoàn cộng sản nó làm mà nó giấu hết tay chân cái chỗ đó. Cái chỗ đó mà dốc quốc dân điêu đứng đến ngày hôm nay. Cho nên tên Hồ Chí Minh nó là cái tên gián điệp Tàu Cộng ở trong nước gần như không ai biết nổi. Nhưng mà chỉ có những người nghiên cứu từ ở nước ngoài mới nhìn rõ là cái chân tướng tên Hồ Chí Minh là cái tên gián điệp Tàu Cộng, nó lừa quốc dân Việt Nam, nó làm cho quốc dân Việt Nam ngộ nhận từ cái lúc năm 1945 cho đến tới ngày hôm nay, và nó ăn sâu vào tâm tư của quốc dân Việt Nam. Cho nên khó mà rửa sạch được cái tư duy của tên Hồ Chí Minh trong tư tưởng của quốc dân Việt Nam. Đạo thứ nhất là cái chỗ đó. Nhỏ như cấp đại sứ thì đi ăn cấp sừng tê, ngà voi, hay cái loại con cháu cộng sản Việt Nam thì ăn cấp vật trong chợ. Nên nhớ trước năm 1975 không có cái trường hợp nào người Việt bị bắt trong các siêu thị. Chỉ có sau năm 1975 mới có thôi. Cho nên bọn truyền thông bất lương cũng phải nói cho rõ đó là người Việt cộng ăn cắp vặt, chứ không phải là người Việt Nam đâu nhé. Nên nhớ phải là người Việt bây giờ có nhiều loại người Việt lắm nha quý vị. Hãy nói cho rõ mới được. Hãy nói cho rõ người Việt cộng, người Việt Nam khác hơn Việt cộng là chỗ đó. Rồi cộng thêm số Việt gian nữa. Phải phân biệt cho đó chứ, nếu không anh là lẫn lộn. Trời ơi, thời Hồng Kim này bây giờ mà quý vị còn lẫn lộn nữa, thôi cái nữa là chơi không vua. Nếu quý vị ngày hôm nay còn lẫn lộn nữa là chơi không vua. Thậm chí bọn cộng sản còn học theo tên cái Tàu Phù Tô Lâm, vài tên công an an ninh, nên ăn cắp cả điện thoại di động, máy điện toán sách tay, hay chỉ là vài trăm ngàn đồng Việt Nam mà chúng thu giữ của những người bị nghi can. Đáng lẽ chỉ tạm giữ để điều tra, sau khi trả tự do cho những cái bị can phải trả lại tang vật, nhưng bọn trộm cắp trong sắc phục công an an ninh đã im lặng để ăn cắp vật. Chúng là một lũ cộng sản bất lương, hành vi trộm đạo kém cỏi hơn cả cái những kẻ tung thiếu trộm chó bắt gà độ Nhật. Chúng thua xa những anh em giang hồ mã thường. Còn tệ hơn cái đôi lúc quý vị đánh một người ăn cắp chó. Nhưng mà so lại những cái người mà ăn cắp tiền bạc từ trong túi của quốc dân Việt Nam, trời ơi quý vị không đem cái ná vàng thun tóm một bắn cho nó bứt cái lỗ tai của nó, bắn cho nó lủng cái đôi giày của nó ra. So với một người bắt chó với là một người ăn trộm tiền trực tiếp trước mặt của quý vị, những kẻ nào nên là tao xách tay nó, đúng không? Điều đáng buồn là vì bọn cộng sản ăn cắp vật này lại có cái hình dáng giống như người Việt chúng ta, nên nhiều người ngoại quốc tưởng làm chúng là người Việt. Họ không hề biết nói tiếng Việt cộng. Trong bề ngoài giống như người Việt, nhưng đầu óc đã bị tên Hồ Chí Minh giáo điều cộng sản tẩy não. Chúng không những đã tàn hại người sống, phá mồ mả người chết, mà còn đang đi hại
cho nhiều thế hệ mai sau, từ tinh thần cho đến thể xác. Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục tàn phá đất nước, hủy hoại truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt chúng ta. Bọn ăn cắp vặt, một loại dịch cộng sản này không những chỉ giết hại vài triệu người, mà hiện nay một xứ sở giàu có đất đai phì nhiêu như Việt Nam vẫn còn bị cộng sản tàn hại, gây ra cái nghèo đói bệnh tật, thân phận nô dịch, sống ương hèn, cúi đầu ngậm miệng, đều là do bọn ăn cắp và cộng sản này gây ra. Mà ngay cả danh dự người Việt cũng đang bị bọn này làm nhục. Nếu nước ta còn loại Việt với cái đầu óc cộng sản bất lương này, sẽ không có chỗ cho người lương thiện và con cháu chúng ta vươn lên, chẳng có ngày mai và cũng chẳng có tương lai. Đó, giải phóng ở Việt Nam kèm kẹp, miền Nam kèm kẹp dữ lắm. Các anh giải phóng vô, các anh mở sợi dây gì chẳng có, mà các anh trói lại những sợi dây lò tối thật là chắc trong cái bụng, trong cái hơi thở của quốc dân miền Nam Việt Nam. Để cho quốc dân Việt Nam biết rằng là quốc dân Việt Nam tư tưởng đi sai lệch, thờ tên quỷ râu xanh cướp chính quyền trả thù dân tộc, chứ không phải là tên Hồ Chí Minh chỉ biết gì cả. Cái chữ ngộ nhận của quốc dân Việt Nam thật sự làm ảnh hưởng đến cả một cái dân tộc, cả một cái tương lai của đất nước, kinh hoàng quá. Cho nên nó nhất định Francis, chúng tôi phải là quyết tâm dùng nhiều thời giờ và kiên nhẫn để mà giải bày những cái điều này cho tư tưởng của quốc dân Việt Nam. Cái chữ xa lệch của quốc dân Việt Nam thật sự là một cái họ cho cả đất nước, cả con cháu, cả tương lai của thế hệ này cho tới thế hệ nào. Đến đâu ngày hôm nay tập đoàn cộng sản bởi vì cái nghèo mà bị mua chuộc, nó dùng đồng tiền bất lương, đồng tiền nó không có bảo chứng, nó muốn in ra bao nhiêu thì in, rồi nó được lót, nó cho mỗi gia đình là một vài triệu, cứ vẫn phải tới cái chùa đó đứng trước cái hình hài của tên Hồ Chí Minh dâm tặc đó mà cầu nguyện thì về bỗng nhiên là có tiền. Cho nên quý vị đã nhìn thấy một vài lần trên clip, thấy nó treo cái hình Hồ Chí Minh rồi quốc dân Việt Nam ở đây cúi cúi lạy lạy là cái chỗ đó. Chỉ vì một vài đồng tiền không quan trọng mà một vài đồng tiền mà cúi cúi lạy lạy, thiệt tình nó đánh vào cái cửa ngõ bụng đói của quốc dân Việt Nam đó. Nhưng mà những người quỳ quỳ lạy lạy điều không quan trọng, mà quan trọng nhất cái người mình nhìn qua bàn quan đó. Nhưng tập đoàn cộng sản bắt đầu nó đi vào lòng người quốc dân Việt Nam từng milimét một. Bằng đầu những người khổ hạnh, đói khổ, bần nông, nó cho tiền để cúi cúi lạy lạy trước cái hình hài của tên dâm tặc Hồ Chí Minh. Những số đó càng ngày càng tăng dần, và bắt đầu các những thức giả, trưởng giả cũng phải đi đến nó cúi cúi lạy lạy. Rồi nó kêu hết cả đất nước cúi cúi lạy lạy tên cái con quỷ râu xanh cúp chính quyền trả thù dân tộc. Một con người mà hà hiếp con nít, hãm hại biết bao nhiêu người đàn bà, con gái Việt Nam, hôm nay trở thành ông thánh ở trong lòng của bọn cộng sản cướp chính quyền, và một lũ ngu muội của quốc dân đi đàm tiếu đi theo mà không dùng lương tri suy xét. Cho nên ông Nguyễn Bình Minh, thứ trưởng ngoại giao của tập đoàn cộng sản, nó đòi đem cái xác của Hồ Chí Minh đem đốt phi tiêu phi tang đi, để một ngày mai cái ông Francis mà ông về kịp một cái là ông chặn hết rồi, ông sẽ giữ lại cái nhà mồ có tên cộng sản, rồi là ông khai quật ra, ông bôi xấu cho cả quốc dân, cả thế giới biết rằng là hình Hồ Chí Minh là đang quàng tại Lăng Ba Đình chỉ là một con quỷ râu xanh, mà tập đoàn cộng sản Việt Nam chỉ là lừa bịp quốc dân và cả kể cả quốc tế.
Và rồi con cháu của cộng sản của chúng mai sau nó biết sự thật đó là nhất định nó sẽ hại tổ cha mẹ ông bà. Làm cách mạng theo cộng sản lầm đường lạc lối thì tha mà thờ cái con quỷ này nhất định phải lột da nó. Dù cha mẹ không quan trọng. Kể cả là những cái tập đoàn cộng sản ở Trường Chinh từng giết cha mà. Từng giết cha giết mẹ để mà ngồi lên cái chức phó chủ tịch nước trong cái thời chúng nó đấu tố lẫn nhau. Đó là cái chính sách của tập đoàn cộng sản. Thì ngày mai đây bảo gọi là lực phản lực. Nếu mà ngày xưa tên Trường Chinh mà giết cha để mà ngồi trên cái chức phó chủ tịch thì ngày mai này con cháu có tập đoàn cộng sản nó mới đem cha mẹ ông bà nó ra nó hại tội. Tại sao hại tội? Tại vì cha mẹ ông bà nó lại cúi đầu tôn thờ cái tên Hồ Chí Minh dân tộc là cha già dân tộc, cho nên làm cho quốc dân Việt Nam điêu đứng bởi vì cái đi sai lầm đường lạc lối của ông bà cha mẹ của nó. Cho nên chúng nó được quyền khai tử những con người bất hảo, cho dù là cha là mẹ. Khi khát nước nó bưng nước axit vô nó cho uống, nó hỏi sao, tại sao mẹ nó cho tao uống nước axit? Tại vì ông đi lầm đường lạc lối, ông dẫn cái con quỷ râu xanh vào trong cái gia đình này, nó ám hại gia đình này, nó có cái tư duy như thế đó. Đã là quỷ sứ là chỉ ăn tươi nuốt sống lẫn nhau thôi, không có tình cha con. Đó là cái lời tuyên bố coi là gọi là phó chủ tịch Trường Chinh trước kia, mà hôm nay tôi lặp lại. Và ngày mai đây quốc dân Việt Nam nó sẽ dùng cái câu đó, nó đập lại những con người mang cái tư duy cộng sản của Tàu Cộng làm ám hại quốc dân Việt Nam. À, lực phản lực mà oán thì sẽ trả oán, gọi là tiếng Mỹ nó gọi là karma mà. À, anh hại người ta cái gì thì anh sẽ bị hại trở lại thôi. Duyên mà hết duyên ấy thì thôi, biết bao nhiêu cái tai họa không. Hiện nay chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa ti đen lưu vong tại đất nước Hoa Kỳ, nhưng đã được sự chủng thuận của người Việt Nam gần trên 8 triệu phiếu trưng cầu dân ý trong cái tinh thần tự do và tự nguyện, được nhìn nhận là một chính phủ có chính danh và hợp pháp duy nhất của Việt Nam, đang kêu gọi toàn dân trưng cầu dân ý là một loại thuốc chủng ngừa đại dịch cộng sản rất hiệu nghiệm. Chính phủ đang thiết lập chế độ Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam với vị lãnh đạo là Đức Quốc Công Đào Minh Quân, do dân bầu chọn và tuyên thệ nhận trọng nhiệm tổng thống ngày 11 tháng 11 năm 2018 để đại diện toàn dân Việt Nam đứng ra giải thể cái gọi là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trút với bọn cầm quyền cộng sản Việt Nam Tây Sai Tàu Cộng, không do dân bầu lên mà cần tiêu tốn xương máu, không cần tiêu tốn xương máu, là một ân điển trời ban để cứu độ cho nhân dân Việt Nam thoát cơn hỏa dịch và bọn ăn cắp vật cộng sản. Chúng tôi không cần thiết phải dùng cách sĩ tăng đại pháo mà dùng cái trưng cầu dân ý biểu quyết của quốc dân Việt Nam như đó là đâu. Với cái tài anh minh lãnh đạo của Đức Quốc Công tổng thống Đào Minh Quân, dù cái là tên Hồ Chí Minh có là hiện diện đi chăng nữa cũng phải cúi đầu tâm phục và khẩu phục, bởi vì cái chế độ cộng sản mang lại những cái ảo huyền và những cái sự cúp giật tàn phá và chết chóc hại cho quốc dân Việt Nam mà thôi. Chứ không phải là vì dân cho dân hỏi thứ 45 năm trôi qua trên đất nước Việt Nam, trên hai miền Nam Bắc. Cái ông đã xây dựng được cái gì? Có nhiều người lý luận tôi cái câu đó, có xây dựng chứ, trời ơi, nhà lầu nó có cao cao, ở đường xa xe cộ chạy nối đôi nối tiếp, cầu cống xe hạ rầm, mà tại sao nó không có xây dựng gì? Tôi nói ủa, chẳng lẽ thời Việt Nam Cộng Hòa trước kia nó ở dưới hang chứ, đúng không? Nếu Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa ở dưới hang thì ngày hôm nay cộng sản nó lên cất nhà lầu thì mình nói ồ, cộng sản nó biết cất nhà. Tận nay Việt Nam Cộng Hòa càng đang trên bốn dùng chiến thuật chiến tranh hàng đêm tàn khốc nhưng vẫn đô thị hóa.
Trường sinh viên sĩ quan trường đại học vẫn tiếp tục tốt nghiệp hàng năm. Cho nên mình có cái danh từ Hồng Ngọc Viễn Đông là chỗ đó đó chứ. Có nhiều người hạ cánh an toàn ở xứ người, cái là lâu lâu bạn áo gấm về làng nói trời ơi, Sài Gòn bây giờ đó xây dựng kinh lắm, đường xa cầu cống nhiều, nó xây tao nói nuôi đuôi nuôi tiếp tiên sư nó xây cầu cống nhiều mà không thấy rút nước mới lạ. Cho nó nói ủa ấy sao ngày xưa ở Việt Nam Cộng Hòa sao mà trời mưa là dẫu mưa cái gì mưa không bao giờ có động, mà hôm nay là anh chị nói là nước Việt Nam cái dưới thời cộng sản nó xây cầu cống nối đuôi nối tiếp mà sao tôi không thấy nó rút nước. Thế mỗi lần có mưa cái là người ta gần như dùng mấy đôi tôm mà chạy đi tại thành phố, trong thành phố, đúng không? Ngày hôm nay tập đoàn cộng sản nó xây những nhà lầu nhà đài, nhưng mà nhà lầu nhà đài đồng tiền ở đâu? Nếu không phải cái đồng tiền của người Việt tị nạn nó gửi về để chúng nó đã xây dựng lên như thế. Và hỏi thử, nếu quý vị ta tháng tập đoàn cộng sản hôm nay đã xây dựng đất nước như thế đó, vậy là thời đại Tam Việt Nam Cộng Hòa ở dưới hèn. Nếu thời Việt Nam Cộng Hòa ở dưới hèn, thì ngày hôm nay có thể nói rằng là tập đoàn cộng sản có xây nhà lầu. Nếu mà để tâm Việt Nam, để như Việt Nam Cộng Hòa mà ở dưới hang thì tập đoàn cộng sản chẳng có màng gì đến tới mà xẻ rừng Trường Sơn để vào cúp chân quyền trả thù dân tộc đó, đúng không? Cái tên mà lý luận nói rằng là Việt Nam thời cộng sản bây giờ nó xây dựng đất nước, nó xây dựng nhà nối đuôi nối tiếp rồi cầu cống xe cộ chạy hà rầm lên, bị nghe Francis đi diễn tả câu đó cái tự nhiên liêm trời ơi, giống như cái trang banh xì nằm cái bạch trong hốc nhà đó. Xây dựng cách sao đường xa, xây dựng cách sao mà xe nó kẹt, xe nó không nhúc nhích nổi luôn đó, xây dựng đó. Xây dựng không nhúc nhích luôn, cầu cống xây dựng cách nào không biết mà không thấy rút nước nổi. Vậy cũng đem đi khoe trời ơi cộng sản ví dụ xây dựng, có nhiều người trên diễn đàn tôi cũng chắc đó mời ông Francis về nước Việt Nam coi gì coi gì ở trong nước Việt Nam có nhà lầu hả? Ủa trời, thời Việt Nam Cộng Hòa không có xây nhà lầu, wow, phải chi mà thời Việt Nam Cộng Hòa ở dưới hang. Bây giờ ông đội mời Francis này tới về để chiêm ngưỡng cái nhà lầu, về cái nước là cỡ quần đi quần xà lõn bơi lội ở thành phố Sài Gòn. Thật sự có nhiều lúc quý vị là quá ở là nhục nhã, nhất là những cái bọn mà áo gấm về làng hạ cánh an toàn và tự do nên xứ người, làm dốc làm phách cho rằng ta đây về Sài Gòn cũng biết ăn chơi tới chỗ này chỗ nào. Nhưng cuối cùng khi nghe cái bài chia sẻ của chúng tôi, cái tự nhiên những con người nó chết liệm cúi đầu nhục nhã luôn, hiểu không? Đã đến lúc toàn dân phải mạnh mẽ trưng cầu dân ý để cùng nhau vứt bỏ những cái tên đầu sắt cộng sản cùi húi, mỗi rỡ tay xây tàu cộng như cái một loại đại dịch để làm sạch đường xá, để chào đón Đức Quốc Công trở về. Ngài sẽ cùng với đồng nhiệm những nhà ái quốc chân chính mang đến cho chế độ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa tự do, an bình, thịnh vượng, tươi thắm cho quê hương thân yêu của chúng ta. Đã đến lúc toàn dân đón ánh sáng Cộng Hòa, yêu thương và nhân ái, cùng chung vai sát cánh với Đức Quốc Công đem ánh sáng Việt Nam Cộng Hòa trở về, mang theo cái an bình, hạnh phúc, thịnh vượng cho đất nước ngàn năm văn hiến. Hoàng Ngọc Viễn Đông tươi đẹp ngày nào, hồi cùng tiến lên ngang hàng sánh vai với thế giới tự do văn minh toàn cầu. Trân trọng. Quý vị ngày hôm nay không chấp nhận đón chào đệ tam Việt Nam Cộng Hòa hoặc còn lưỡng lự trong tư duy, thì ngày mai đây quý vị sẽ nhìn thấy và hối tiếc. Bởi vì đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã sẵn sàng trong mọi tư thế, từ hiến pháp, từ cơ cấu bộ hành chính, từ những cái bộ mà như an sinh xã hội,
y tế vân vân, chuẩn bị mọi tư thế sẵn sàng để phục vụ quốc dân bắt đầu từ cái ngày đầu tiên, một bước chân đặt xuống đầu tiên của Đức Quốc Cộng Tổng Thống Đồng, chuẩn bị mọi cơ cấu ngoại giao trên khắp hồn vũ, bất cứ những quốc gia tự do nào để thăm Việt Nam Cộng Hòa đều đã gửi thơ hoặc thông báo. Chứ không phải như quý vị còn đang chờ đợi, quý vị nghĩ rằng là không thể. Nên nhớ nha, ở trên đời này không có cái gì gọi là không thể cả. Nothing is impossible. Một ngày gần đây quý vị nhìn thấy lá cờ vàng bạch sọc đỏ tung bay trên hai miền đất nước, thì lúc đó quý vị nói ô, những cái gì Francis diễn tả dọn tải trên livestream bây giờ đang thực hiện có thật tại đất nước Việt Nam. Thì lúc đó quý vị đang đua nhau xếp hàng đứng chờ để trưng cầu dân ý, để có cái số căn cước để nó hộ mạng của mình đi theo suốt dòng đời còn lại của mình. Bởi vì cuộc sống ở tương lai trong đề tâm Việt Nam Cộng Hòa, mọi thứ xuất phát từ cái số căn cước trưng cầu dân ý của mình mà nên. Cái số đó, đó là những gốm như là cái lá bùa hộ mạng đưa con đi học vào từ vườn trẻ cho đến tại đại học, hay là mở công ty làm ăn, mở nhà băng, đều xuất phát từ cái số căn cước đó mà nên. Nếu quý vị chậm trễ ngày hôm nay, ngày mai quý vị đứng sắp hàng, thì ngạn ngữ của Việt Nam nói gì? Con trâu đi trễ, đi chậm. Con trâu què đi chậm thì phải gì? Uống nước độc. Tôi không muốn quốc dân Việt Nam nằm ở trong câu ngạn ngữ nhân gian của Việt Nam như thế. Tôi muốn quốc dân Việt Nam mạnh dạn quyết định từ khử cái chế độ cộng sản trong tâm tư của quý vị là bằng cách trưng cầu dân ý chọn để tâm Việt Nam Cộng Hòa càng sớm càng tốt, để ngang nhiên nhận cái số căn cước mới của đề tâm Việt Nam Cộng Hòa cấp. Vì thế khi đề tâm Việt Nam Cộng Hòa trở về nước, quý vị ngang nhiên tự tại, mình là công dân đề tâm Việt Nam Cộng Hòa, mọi thứ nhu cầu cần thiết cá nhân của quý vị sẽ được đáp ứng đầy đủ, không có những cái thời gian không gian gì mà lãng phí trong cái lúc đó cả. Quý vị đừng có ngại ngùng khi mà tập đoàn cộng sản nó cũng biết là cái chính nghĩa luôn luôn là cái mãnh lực của quốc dân Việt Nam mong muốn, không có thứ vũ khí gì mà có khả năng ngăn chặn được quốc dân Việt Nam. Đừng quá sợ hãi qua cái ranh giới không cần thiết đó nữa. Nếu ngày hôm nay quý vị không làm thì ngày mai này quý vị bắt buộc cũng phải làm, mà lúc đó thì chúng tôi sẽ biết cái tư duy của quý vị là như thế nào. Thấy chưa? Cho nên Francis này luôn luôn ngợi lên để cho quý vị, nhắc nhở cho quý vị, mặc dù sống trong cái sự kềm kẹp của tập đoàn cộng sản đi chăng nữa, quý vị vẫn phải thể hiện một người công dân mới của đệ tâm Việt Nam Cộng Hòa, khước từ chế độ cộng sản. Quốc dân Việt Nam có quyền lựa chọn cái tư duy, một cái chính thể của mình, kể cả tập đoàn cộng sản nó cũng có ra cái sắc lệnh rằng là trưng cầu dân ý, cái quyền lựa chọn của quốc dân, thì quốc dân Việt Nam phải nương theo cái bệ từ đó mà xác minh mình là công dân của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, chấp nhận không thừa nhận chế độ cộng sản nữa. Chứ đừng có mai sau bị tập đoàn cộng sản nó đánh đầu lên livestream, ô anh Francis ở nước ngoài, anh share dùm cái livestream của chúng tôi. Trời ơi, tôi khổ nhất là mấy cái ông công an ở trong nước. Bình thường á thì xem Francis này giống như đối thủ, khi mà tập đoàn cộng sản nó dùng dù cui nó đập, nó đá, nó đánh từ cái ông là đại quý thiếu tá công an công yết gì không réo gọi ông Francis này cho bằng được, share dùm anh, share dùm cho chúng em. Rồi bình thường mày tao không mày, nhưng mà có gì xảy ra anh em ngọt ngọt như mật thật sự. Thấy thương tâm. Chúng tôi chẳng có cái hận thù gì mà khi mà nói đến cái lần ranh quốc cộng phải phân minh thì chúng tôi phải nói, nhưng mà thật sự các anh cũng là người Việt, chúng tôi rất là thương tâm. Khi mà chúng tôi đã thiết lập được cái nền tự do dân chủ dân quyền dưới thời lãnh đạo của đại tâm Việt Nam Cộng Hòa ở trong đất nước thì bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Đấy, các nghe
thấy nó êm ả chưa? Chúng ta giữ gìn nguyên khí trong quân xâm lăng Tàu. Đơn giản như thế. Chứ không có hận thù giống như cái anh tập đoàn Cộng sản mới vào miền Nam Việt Nam chẳng có ra biết cái cách thức kinh tế, kinh tài gì để xây dựng đất nước cả. Cái lo đó là vợ của nó, vợ của nghĩ ta sai, con của nghĩ ta sai, còn nghĩ đem lên rừng làm khổ sai. Tiên sư này. Cái sự hận thù của các anh ngày hôm nay là con cháu các anh đã nhìn thấy rõ, mai sau rồi nó múc nước axit nó cho uống bởi cái tội thâm nhập tên Hồ Chí Minh dâm tặc của tập đoàn Cộng sản vào miền Nam Việt Nam, hai quốc dân Việt Nam đến ngày hôm nay. Thấy không? Cho nên sống trong cái thời để tâm Việt Nam Cộng Hòa, quý vị bỏ cái câu, bỏ ngay cái câu ha. Đức Quốc Công dạy cho quốc dân Việt Nam cái câu này: muốn trở thành người, nếu con khỉ muốn trở thành người là gì? Cắt bỏ cái đuôi. Còn muốn giữ cái đuôi thì hãy giữ nguyên thủy mình là con khỉ. Đơn giản cái sự chọn lựa. Và con khỉ phải nhất định thức tỉnh rằng khi làm người thì không cần thiết phải mang cái đuôi. Bởi vì làm người rồi thì chúng ta có quần áo mặc vô thì không có con muỗi nào nó đậu lên mình cả. Bởi vì con khỉ nó không nghĩ tới cái chuyện đó. Nó nghĩ nói là chào có cái đuôi nó thì rủi có mùi mồng nào đậu lên thì mình lấy cái đuôi mình quất mà đuổi. Nhưng mà con khí nó dở cái chỗ. Cho nên chúng ta là người, cho nên không nên có cái suy tư hạn hẹp và thiếu cái tương lai như con khí. Muốn làm người phải cắt cái đuôi, và muốn làm con khí thì phải giữ. Chứ đừng có nói là tôi muốn làm người nhưng mà tôi muốn giữ cái đuôi con khí luôn, có được không? No, không được. Không có cái trò đó. Giống như quốc dân Việt Nam muốn chấp nhận có cái đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sống cách an bình, thì quý vị hãy bỏ ngay cái câu dưỡng nhi đại lão tích cấp phòng cơ, bỏ cái câu đó đi. Cái câu đó ngày xưa có, chúng ta có, chúng ta nói làm ăn ráng cố gắng mà gìn giữ tài sản để mà khi mà hạn hán đồ tới mình có, mình xài, mình dùng. Còn mình nuôi con trẻ để mai mốt mình già, mình lớn, mình nhờ con trẻ nó nuôi lại. Ok, ngày xưa thì được. Nhưng mà bây giờ không cần thiết. Quốc gia tôi đang ở, nó nói trời ơi, sao mày nghĩ sẽ mày để dành tiền làm gì, đâu cần thiết đâu. Trời đâu cần thiết là phải sinh con sinh cái quá nhiều để mà mai mốt già nuôi. Không cần thiết đâu, Francis à. Sao ở đây, cá nhân của mày đó nha, Francis. Cá nhân của mày, mày phải cho mạnh khỏe, thoải mái, vui vẻ. Hàng năm phải đi du lịch để mà thu thập những cái hay cái đẹp ở nước ngoài đem về nước Na Uy. Chứ đừng có bận tâm dưỡng nhi đại lão tích cấp phòng cơ, xã hội chúng ta ở đây lo tất cả. Tôi dựa vào cái chỗ sự thật đó mà tôi cho quốc dân Việt Nam biết. Quý vị đâu có bận tâm gì cái chuyện mà phải dưỡng nhi đại lão tích cấp phòng cơ, dẹp đi. Muốn trở về để tâm Việt Nam Cộng Hòa, bỏ cái đuôi đó. Giống nguyên khỉ, muốn trở về trở thành người, bỏ cái đuôi đó đi. Chặt cái dục, trở thành người, tự nhiên có quần áo mặc là không có mũi mông nào cắt hết. Khi vào để tâm Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy. Không cần tích cấp phòng cơ dưỡng nhi đại lão. Bởi vì cái an sinh xã hội của để tâm Việt Nam nhất định sẽ có đầy đủ và thực hiện ngay những giây khắc đầu tiên khi để tâm Việt Nam Cộng Hòa trở về đất nước, khi lá cờ vàng passport tung bay trên hai miền đất nước. Chắc quý vị nói trời ơi, tôi phải lo mua xe một cổ cho con tôi, mai mốt nó đi vào trường đại học, vào trường trẻ còn phải mua quần áo, mua chỗ rồi cho nó vô học. Trời đâu có cần thiết cái đó đâu. Tuổi trẻ vào vừa mầm non là cái tương lai của quốc gia dân tộc, các sự sinh tồn của dân tộc, thì đất nước lao hết cho tất cả một cái điều đó. Quý vị không cần thiết phải lo rằng trời không có tiền để đưa cho con vào trường trẻ, không có tiền để đưa con vào đại học. Trời ơi, đại học anh này, vì trường đại học nó mở rộng tóc lắc lắm. Vào cái giảng đường tới giờ môn toán, ông thầy tới đó là đúng giờ, ông vô ông giảng, tất cả nó giảng sao mong chấm câu cái cụp, ông nói chào tất cả các sinh viên ông đi. Không cần thiết, ông đếm đó là bao nhiêu ngàn sinh viên đang lắng nghe ông đang giảng về môn toán. Trường đại học mơ rất rộng. Mai mốt trường đại học của Việt Nam cũng tương tự như thế. Tại sao phải bỏ tiền? Bởi vì chúng ta đã huấn luyện đào tạo nhân viên, nhân sĩ để chi?
trường tồn dân tộc là cái chỗ đó, là chỗ nhà nước lo. Tại sao quý vị phải bận tâm cái điều đó chứ? Mình hãy thể hiện mình là công dân của Đại Tâm Việt Nam Cộng Hòa. Một điều đó thôi, không quan trọng bất cứ một điều gì cả. Đấy không? Cái nghiêm chỉnh ngầu trên con thuyền đóng vai trò một thủy thủ trong những cái công tác giới hạn nào đó, an lành là được rồi. Chiếc ghe nó có bổn phận nổi trên mặt nước qua một vị tài công anh minh lẫu lẹt, đó là Đức Quốc Công Tổng thống đạo minh quân của chúng ta. Nên nhớ, trên đời này chỉ có Đức Quốc Công Tổng thống đạo minh quân và Đệ Tâm Việt Nam Cộng Hòa thôi, chứ không có ngồi ra một cái nhân sĩ học giả học thức nào cả. Và chỉ có Đệ Tam, chỉ có Đức Quốc Công thôi. Chứ còn những bậc học giả học sĩ khác nào là Tập đoàn Cộng sản nó mua hết, kể cả Tập đoàn Cộng sản Tàu nó mua hết tất cả các bậc học giả học sĩ của người Việt Nam. Cho nên đến tới ngày hôm nay chẳng có ông học giả học sĩ nào của người Việt Nam mà nên giúp nên hình gì cả. Cho nên phải nói ra là quốc dân Việt Nam còn một cái ân huệ cuối cùng là được thiên nhiên đã cho chúng ta một vị lãnh đạo anh minh vì quốc gia dân tộc. Cho nên ngài mới xem cái bản ngã mình không là một cái gì quan trọng cả. Ngài nói là ngài là đôi dép cho quốc dân Việt Nam đang mang dây chân đó. Hỏi thử các bậc học giả học sĩ cái dám hạ mình xuống làm một cái giai cấp là thấp nhất cuối cùng của xã hội không? Dám không? Làm gì dám? Trời ơi, bây giờ mà cỡ như mấy ông mà đó mà mình đụng chạm đến cộng lông chân của các ông là các ông khẩu chiến bút chiến suốt cả bốn mùa lễ thủy luôn. Nhưng mà Đức Quốc Công Tổng thống đạo nghe như từ tại xem cái bản ngã của mình không quan trọng. Ngài nói tôi là đồ dép cho quốc dân Việt Nam mang nè. Quý vị đừng có ngại, thấy không? Ở trên đời này đi tìm có một vị nào mà đứng ra lãnh đạo quốc gia mà xem mình cá nhân không quan trọng, mà tư duy ước muốn cho quốc dân Việt Nam, đó mới là kho tàng vi báo để đưa con tàu Việt Nam đến tới bờ mơ mộng là cái chỗ đó. Cho nên quốc dân Việt Nam đừng có lo, quý vị lo nhiều chuyện mà tôi thấy có đôi lúc mà chúng tôi thấy quý vị lo nó dư thừa. Quý vị sợ hãi y chang như con khỉ trời, không biết là tôi trở thành con người, không biết có con muỗi nào nó đeo tôi không? Nếu mà đã buộc tôi chặt cái đuôi thì chắc chắn là có muỗi nó đeo, thì tôi lấy gì tôi phủi nó. Nhưng mà khi nó dở nó nói, nó không có nghĩ ra rằng làm người có áo giáp mang vô thì B-52 thả còn không phụng nữa, làm gì có con mũi nào đeo mày được đâu. Cái câu đó chúng tôi muốn nói rằng là khi Đệ Tâm Việt Nam Cộng Hòa đã trở về cứu quốc thì mọi thứ, quý vị hãy đặt hết cái niềm tin lãnh đạo anh minh của Đức Quốc Công Tổng thống đã từ trong cái giường trẻ thấp nhất cho đến tất cái đại học, từ cái an sinh xã hội nó bao gồm hết tất cả trong đó. Nhà thương không cần phải bận tâm cái khâu mà gọi là thủ tục đầu tiên đâu. Và người lương y là từ mẫu phải hiện lên giống như Hồ Ngọc Viễn Đông ở tương lai vậy đó. Chứ không phải giống như lương y ngày hôm nay, trời nhìn thấy nó giống như là cái đám mà mổ trâu, mổ bò, thấy ghê gớm, vô nó đập bèn, nó này thủ tục đầu tiên, không có hả, nằm đó. Tới lúc mà tắt thở, nó nói trời chúng tôi quá tải ở nhà thương này cho nên nó cứu rồi không kịp. Cho nên nó khó khăn, quốc dân Việt Nam đang đương đầu mỗi thứ chuyện khó khăn, có đúng không? Mà Đệ Tâm Việt Nam Cộng Hòa, Đức Quốc Công Tổng thống đạo minh quân anh minh sẵn sàng là trang trải, trải hết tất cả những cái khó khăn đó. Đầu tiên ngài quý ngài giống như đôi dép cho quốc dân Việt Nam mang trước cái đó, để cho quốc nông nhìn nhận rằng là thấy ngài không nghĩ đến cái bản ngã riêng tư của mình. Như đã nói lên cái chí khí quốc cường, quyết tâm giải thể tà nguyện cộng sản Việt Nam, đem cái hạnh phúc tự do dân chủ bình an cho quốc dân Việt Nam rồi. Đúng không? Thật sự tội nghiệp cho quốc dân Việt Nam, rất là thương tệ, rất là thương thay cho quốc dân Việt Nam. Dân ở trong nước nếu mà cảm thấy
để đợi chờ cái dùi cui của công an nó đập lên trên đầu và nó vỡ ốc vỡ đời. Lúc đó mới nói anh Francis nó ngồi cái anh xe dùm cái livestream của em, chúng nó bây giờ nó cúp, nó giật, nó đá, nó đánh tôi, nó lôi tôi sình sệt như thế này nè. Còn mấy bé mẹ Việt Nam anh hùng của cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, Việt Nam Cộng Hòa cứu tôi, trời ơi, ngày xưa có mình tôi mà tôi nuôi 2-3 thằng, bây giờ là 2-3 thằng nuôi con mụ già này nuôi không nổi. Việt Nam Cộng Hòa cứu tôi, thật sự tội nghiệp. Mời quý vị nghe bài nhạc. Chào tạm biệt Quỳnh Phương. Tôi biết các anh ghiền nghe tin tức của Francis, và nhất là các anh công an trong nước muốn cập nhật khó hàng ngày, lâu lâu mình giả đò mình không lên livestream chứ là gọi điện thoại liền. Tội nghiệp. Tập đoàn cộng sản ở trong nước mà nó thấy Francis này không lên livestream mà nó nhớ lắm. Tạm biệt bà hàng xem. Mới viên nước. Đó ba Trung Nguyên. Bye bye Vĩnh Tân Lê. Bên Vĩnh Tân Lê cái con cù na nó ngủ chưa hay là nó đang thức vậy? Vẫn còn là khó thế. Chỉ có bàn sớm mà ngủ mà đó. Con cù ru na có hạn ngón tay cái thôi mà ai cũng sợ, trong khi con người ta to dùng về như thế này. Ok, cảm ơn Vĩnh Tân Lê. Bắt đầu lo âu sai tề thiên phải lo đi hai tìm đào. Chào đa sư phụ.
Ok, kính chào quý vị, chúc quý vị bình an một ngày, bình an bên cạnh người thân yêu. Bye bye.